Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 9 tháng 10 của Bộ Y tế cho biết, có 371 ca mắc Covid-19, giảm hơn 300 ca so với hôm qua. Trong ngày không có bệnh nhân tử vong. Tình hình dịch Covid-19 kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.486.414 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ 1 triệu người có 116.079 ca nhiễm. Tình hình điều trị COVID-19, số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 149 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 10.596.336 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 55 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 47 ca, thở oxy dòng cao HFNC 3 ca, thở oxy không xâm lấn 0 ca, thở máy xâm lấn 5 ca, ECMO 0 ca. Số bệnh nhân tử vong Trong ngày 8 tháng 10 ghi nhận 0 ca tử vong, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.153 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26 trên 230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 138 trên 230 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Tình hình tiêm vaccine COVID-19 trong ngày 8 tháng 10 có 2.253 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 260.251.341 liều trong đó. Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.520.479 liều, mỗi một là 71.065.990 liều